Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép con xin chúc quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật nhiều bình an trong việc của cuộc sống nha các nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những nơi có dông ma, dông quỷ trú ngụ của ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiếp tục khám phá khu vườn mít của những con quỷ đang trú ngụ ở đây cả nhà. Thì ngày hôm qua thì con đã đến đây thì cũng đã biết rằng ở đây có một số quỷ dữ đang trú ngụ ở đây cả nhà, nhưng mà thực sự là hiện tại là không biết bao nhiêu con ở đây, chỉ nghe là con quỷ đầu trắng tóc trắng cả nhà nói là tụi tao không cần mày. Thì con chỉ biết là tụi tao, nghĩa là mình đã có rất là nhiều con linh, con quỷ đang trú ngụ ở đây, cho nên là nhưng mà mình cũng chưa giao tiếp rằng là ở đây có bao nhiêu con nha cả nhà. Cho nên ngày hôm nay thì con kính mời cả mình cùng con sẽ tiếp tục khám phá cái vườn mít bí ẩn này, để mà mình cố gắng mà tìm hiểu thử xem coi có bao nhiêu vong linh đang trú ngụ ở đây, để mình có thể mình giúp đỡ họ, mình khuyên giải họ, gửi họ chùa núi tới học nha cả nhà. Thì mình cũng đã biết được là đến đây có rất nhiều vong linh, thì hôm nay mình sẽ cũng cố gắng mình sẽ gọi là kỹ chút xíu nha, mình sẽ đi chậm, mình quan sát thật kỹ, chứ lỡ nhiều khi thì có nhiều vong linh quá, mình cứ đi mà không có quan sát thì cũng rất là nguy hiểm nha. Thì cái nhà mình biết rồi, thì clip trước thì con cũng nói cả nhà mình rằng á, là lúc bà con đang đốn mít tức thì đã xuất hiện ban ngày luôn cho bà con mình thấy, hù dọa bà con mình, không cho bà con mình làm. Cho nên là những cái có lẽ con suy nghĩ là những con quỷ này có thể là rất là hung hăng nha. Tại vì hiện tại mít cỡ này đây là cái giống mít này, giống mít gì đó, nhưng mà bây giờ không có ai mua nữa, quá rẻ, cái thời gian chính của nó rất là dài, nên người ta đã chuẩn bị đốn bỏ hết để mà trồng lại mít mới. Thì có chỗ đốn chỗ không, nhưng đốn chưa được hết cả nhà, cho nên đã bị những con quỷ giờ này xuất hiện ra hù dọa. Sao hôm nay im re ta, lặng lẽ gì trời, không thấy gì luôn cả nhà. Ok cả nhà ơi, hình như thấy chú có bóng gì vậy, để con lại đặt cái mắt. Ok nha, kìa. Ừ ôi kìa, dữ vậy. Dạ, xin chào Vong nha. Ủa nha, cái nhà thấy không nha? Mới thấy xuất hiện ở đây luôn á nha. Hình hài hình như cũng không có được gọi là nguyên dạng lắm nha cả nhà. Không biết cam thì không biết có nhìn thấy rõ không, chứ con nhìn thấy ở ngoài rất là dị hợm, không được có nguyên dạng lắm. Chứ có lẽ những con quỷ dữ ở đây chắc là có tu luyện nha cả nhà. Rồi hôm nay mình đụng thứ thiệt nữa rồi cả nhà. Thì mình sẽ cố gắng thôi, mình sẽ cố gắng mà tìm cách mình khuyên giải nha cả nhà. Thì Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Thì tôi chủ yếu là đến đây để có thể là cúng kiến cho các vong dùng, để có thể cho các vong được ấm lòng nói dạ hơn, đỡ tôi lạnh ở cõi ta bà này hơn. Thì tôi sẽ giúp đỡ cho các vong được về chùa về núi để mình tu ha, mình tu để mình còn đầu thai chuyển kiếp làm người. Chứ tôi thật sự cũng không có gì xấu đâu nha. Thì hãy hoan hỷ đi ha, ra đón nhận những phần lễ mà tôi mang tới nè, để tôi sẽ giúp đỡ cho mình, có thể mình ra giao tiếp với chuyện nhau để có thể là thân thiện nhau hơn, hiểu nhau hơn, để mình có thể dễ dàng giúp đỡ cho nha.
xem ra cái nha. Ok cái nha, trước kìa, trước kìa, đứng kìa nha, đứng kìa nha, nhà thấy không nha, để tao phải xuống nha. Chào bông nha. Ủa rồi dữ nha, sao mà giống Linh hôm qua quá vậy, cũng xuất hiện ra dòm dòm muốn ngó mình cái biến mất tiêu nha. Thì cứ bình tĩnh đi, thì tôi biết rằng thì chắc có lẽ Vung Binh ngày hôm qua, Vung Binh tóc trắng á, thì cũng đã có đem bánh trái cây về cúng cho mấy ông rồi, thì cũng có thể là nói được rằng là tôi đến đây chỉ giúp đỡ thôi, chứ không ý xấu nha. Thì có thể là dễ dàng ra cái tiếng nói chuyện được không? Rồi nói chứ hôm qua nha, hôm qua cái hộp cơm cũng mất tiêu luôn nha, không tìm được luôn. Thì chiều cũng đã kêu vợ mua cái hộp mới rồi. Thì cứ bình tĩnh nha ha. Mất tiêu luôn nha. Hôm qua chắc ăn cơm với bánh trái của tôi đó, cũng ngon lắm đúng không? Thôi để tôi ra tôi cúng nữa cho dùng nha. Ồ, gì cái nha? Vì mình thấy trước gì cái nhỉ? Kỳ kìa nha. Lên chào mong nha. Ủa? Hả ơi? Mất tiêu nữa cái nha. Thôi giờ chắc đã biết cô mình cứ ngủ đây, mình sẽ kiếm chỗ nào lật cái bàn ý thức đi cả nhà. Bây giờ mình kiếm hoài cũng không được, cái Vung Binh này bữa cũng mình đã cúng cũng ra ăn nữa cả nhà, cho nên giờ mình sẽ kiếm chỗ nào trống trống bằng bằng cái mình sẽ lật cái bàn ý thức nha cả nhà. Rồi đêm còn kiếm chỗ nào lắng láng mới được, tại vì thấy cỏ quá nè cả nhà, thấy cỏ quá. Này cỏ quá kìa, đây thì ổn không ta? Đây mình đặt các bạn đây đi cái nhà. Rồi đây thích ổn rồi nha. Mình thấy thì ổn nha, mình đặt cái tay nha. Đây thì mình sẽ để chuỗi cái máy là cái. Chuỗi máy cho nó ngay là cái. Đây. Đây con cái này. Thì do là cái nhà thì do là nãy giờ cũng là thấy cũng là xuất hiện ra đó nha, nhưng mà không có ra giao tiếp với chuyện, cho nên giờ con cũng có phép là cái nhà mình tại các bạn thức ở đây luôn đi, cũng chắc cũng như vòng hôm qua thôi, thì mình cũng sẽ cúng kiến cho các con dùng nữa nha, mình để giúp đỡ nha cái nhà, chứ mình đi kiếm hoài mất thứ nhất mất thời gian của mình, thứ hai là biết ta có giao tiếp với chuyện không. Ở quá để con dẹp bán lá này cái mình sẽ cúng nữa nha. Thôi thì bây giờ tôi sẽ lọc cái bàn cúng đó ha, để tôi cúng cho các bông dùng nha, để các bông có thể ấm lòng nó dạ hơn ha. Mình có thể là mình gửi các bông vào chùa núi tu học để sớm được thay chứng kiến lần người. Trời ơi. Đây cái nha, mình lập cái bàn cúng ra cái nha, như có phong dùng đi, thì mình sẽ cố gắng mình giúp đỡ, gửi cái phong một chùa núi tôi học cái nha. Đây, hôm nay có đem thêm cả cơm nữa cái nha. Để mình lấy bánh đi, bánh đâu ta? Đây bánh đây nha. Ơi
Dạ. Trời ơi. Ông ai vậy? Trời nó khỉ tinh. Trời. Ôi da. Trời ơi, tôi đến cúng cho ông dùng, ông làm gì vậy? Dạ. Có phải hôm bữa tao nghe sư huynh tôi về nói có một thằng tới đây phá tổ trú ngụ của tụi tao không, đúng không? Tôi không có phá, tôi là chỉ giúp thôi, phá đâu mà phá. Rồi ông làm gì ông hung chứ? Tôi thấy ông hiện hình đây đây rồi. Thì tôi tính cúng cho ông dùng, ông làm gì ông ra, ông giật tôi, ông xé áo tôi về đây. Chết mẹ luôn rồi. Hôm bữa sư huynh của ta nói người tới đây người phá nói chỗ trú ngụ của tụi tao, thì hôm nay sư huynh tao nói thử thấy người lén lén tới là phải xử người. Trời ơi, xử gì tôi giúp ông mà xử gì xử. Hôm bữa sư huynh tao nói về cái nói là sư huynh tao nói như mày là không cần rồi. Thì tôi chiếu là muốn gửi các ông về chùa núi tu học thôi, để mà sớm được tha tha chiến kiếp làm người, khỏi phải trả nghiệp với cõi ta bà này. Chứ tôi có ý gì xấu đâu mà làm gì hung hăng dữ vậy. Không, không cần. Sao không cần? Chỗ này có sư huynh sư đệ của ta, đây là trung ngụ, đây là thoải mái rồi, ta không cần đi về chùa về núi. Ông có biết là ở đây là cái chỗ của ta để mà người ta trồng mít trồng đồ, để mà ta canh tác kiếm tiền để mà ta trang trải cuộc sống không? Mấy ông về đây, mấy ông tụ tập thì tu luyện ở đây rồi còn xuất hiện ra giữa ban ngày hù dọa người dân, rồi ai mà dám vô đây người ta làm nữa? Vừa phải thôi chứ. Tại sư huynh sư đệ đây thấy chỗ này mát mẻ quá, ta ghé vô đây ta trú ngụ. Chỗ này là chỗ trú ngụ mát mẻ nhất đây. Trời ơi, rồi ông lực khỉ tu luyện thành người hay là lúc người mất thành khỉ? Ta là khỉ tinh. Hồi đó ta mất, ta theo sư phụ ta, ta tu luyện mấy trăm năm nay rồi, giờ thành được cái hình người như là, nhưng mà khuôn mặt của ta thì chưa được thành hình người. Trời ơi, vậy là ông tu luyện sư phụ ông người, trời ơi, áo nó xé về đi cả nhà, gắt vậy luôn rồi lấy gì mặc? Ta không biết, chán thiệt. Tại sư huynh của ta nói thấy người đến là phải xử người. Vậy cái sao mặc đây? Trời ơi, bây giờ ông thôi thì ông nghe thế này nè. Tôi là chỉ là được bề trên gia hộ đi đến đây để giúp đỡ các ông, được các vô cho các ông dùng nè, rồi cho các ông được về chùa về núi cho các ông tu để mình đầu thai. Ông có muốn là người không? Muốn. Ông phụ ta tu luyện lâu lắm rồi mà ta mới được thành người như vậy, như vậy còn khuôn mặt của ta thì chưa thành đấy. Thì đó, tôi nói ông nghe nè, ông muốn thành người thì ông phải nghe lời tôi để tôi giúp đỡ ông. Tôi gửi ông về chùa núi rồi tôi tạo lại khuôn mặt cho ông, để ông có thể tu rồi bắt đầu mình đầu thai chuyển kiếp làm một con người mới, để mình còn làm người. Chứ các ông hung hăng hung dữ thế này, ông tu luyện mấy trăm năm mới được cái hình tay chân à, chưa ra hình người. Còn bây giờ về chùa núi thì tôi sẽ giúp đỡ ông được hình người luôn. Ông không chịu hay sao mà cứ hung hăng thì sao giúp đỡ được? Có thiệt là người giúp đỡ không? Chứ ta nghe bữa ta nghe sư huynh ta về nói cái miệng của người dẻo dữ lắm, không có tin người nổi mà. Ừ, cái áo quá nha. Sao mà không tin? Trời ơi, tôi giúp đỡ cho ông để mà được đầu thai vẫn kiếp làm người thôi, chứ tôi có làm gì xấu đâu. Nhưng có gạt gì ta không? Có bắt ta không? Gạt gì gạt? Tại ta đi xưa theo sư phụ ta, sư huynh sư đệ của ta lâu lắm rồi, họ bảo vệ, họ thương yêu ta lắm, họ sợ ta bị bắt. Nhưng có lừa gạt gì ta không? Trời ơi, lừa sao mà lừa. Thiệt tình dáng không dễ sợ luôn. Xách luôn cái áo luôn rồi. Trời ơi, cái nhà. Vậy đi, mặt mày mặt uống gì nữa. Rách về đi. Tôi lại không luôn. Biết cá tôi mới mua không? Ta không biết. Mũi quá, mặc vô lại đi. Mũi của ta làm chi? Rồi bây giờ ông có nghe lời tôi đã giúp đỡ ông được thành người không? Hay là ông cũng ngoan cố? Nếu mà ngoan cố nữa thì ông đừng có trách tôi nha. Có thiệt là người giúp đỡ ta thành hình người được không? Được, chứ tôi mới giúp chứ nói không được tôi nói làm cái gì? Nếu thật sự người giúp ta trở thành được được cũng đặt thành hình người thì ta xin nghe lời ngươi. Ừ, nghe lời đúng không? Giờ chịu nghe lời đó hả? Nếu mà được thành người rồi giờ trả cái tiền cho, trả cái gì? Tôi mua áo này, áo rách mẹ rồi.
Ta đâu có tiền đâu mà trả cho người. Đồ ăn ta còn không có ăn no nữa. Có đâu có tiền trả tiền cho áo cho người. Vậy sao hồi nãy người không chịu để giúp đỡ rồi chi rồi giờ. Giờ vậy thì sao tôi mặc? Ta không biết. Chán thiệt chứ. Giờ sao? Không muốn giúp không? Mặt đỏ gì cái vậy? Đập mẹ rồi. Nếu mà sợ là người tốt thì giúp chúng ta thành khuôn mặt thành hình người đi. Thôi bây giờ tôi nói mấy em nè. Giờ tôi sẽ cúng kiến cho ông Dùng ha. Rồi chút xíu vô giúp cho. Có được không? Giờ có ai muốn ăn không? Muốn. Mà bây giờ tôi có đem cơm mà ông là khỉ chứ ông cũng đâu biết ăn cơm đúng không? Ta không biết dùng cơm, ta chỉ biết dùng trái cây thôi mà. Thôi vậy tôi bỏ trái cây với bánh này cúng cho ông ha. Rồi chút xíu tôi vô nói chuyện với ông sao đi. Đền cái áo tôi nè. Ta có tiền đâu mà đền cho ngươi. Gách rồi, gách tiêu te luôn, thiệt trình chứ. Vậy biết mặt vậy sao mặt lại trầu. Cuộc đỡ đi, mặt đỡ đi chứ giờ mình cởi ra chắc mũi cắn lắm rồi nha. Khổ thiệt. Ủa, mũi là con gì vậy? Mũi là con mũi chứ là con gì? Ta không biết con mũi. Đúng rồi, ông sao không biết được. Gách gì đây, xéo gách cho luôn. Mệt thiệt. Cuộc đỡ đi, mặt đỡ đi. Ôi vậy nói chung là ông không có dùng cơm đúng không? Ta không biết dùng cơm. Không dùng cơm thôi. Để tôi thắp hương rồi tôi cho ông ăn cái cây thì vô nói chuyện nhau. Trời ơi, tự nhiên lên lãng nhách mất rách cái áo luôn. Thiệt chứ. Cái áo này không xé cũng mạnh lắm gì á. Đè giật tôi chứ. Còn gì nữa là của. Tôi mà gặp gì người mười người vong như ông nhắc đi. Tôi ở trần người luôn quá. Hung hăng dữ rồi. Cái ông kia đâu? Cái ông gì mà tóc trắng gì hồi ngày hôm qua tôi gặp đâu rồi. Ông tóc trắng là Tam Sư Huynh của tôi đó. Tam Sư Huynh hả? Được, đúng rồi. Tôi là Tứ Sư Huynh. Rồi. Ổng đâu? Qua thấy ổng ra cũng hung hăng lắm rồi, mình mất tiêu rồi. Tam Sư Huynh nói, Tam Sư Huynh đi kiếm đồ ăn rồi. Vậy là giao lại cho ông chỗ này để ông canh giữ hả? Đúng rồi. Trời ơi, tu luyện cũng có căn duyên nó mới ra được hình người. Mà không gọi là không đúng đường. Thôi, để tôi chút xíu tôi vô giúp cho. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đức Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Tổ Thần Tư Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng với cái nguyện là muốn được trợ duyên các linh đang đói khát lễ cục thổ của các ngài công. Thì con mong rằng các ngài công hoan hỷ hỷ xã cho ông linh khỉ tinh đang ngồi đây do dùng lễ con mang tới để ông linh này được ấm lòng nơi dạ hơn, đỡ lạnh hơn. Và con cũng xin nhờ thần lực của các ngài công có thể dễ dàng được qua ấm lên này. Đi gửi này về chùa núi tu học tu hiền tu lành để sớm được thay chân chức làm người. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Có cái món khoái khẩu không đó kìa, thấy không? Ta thấy rồi. Biết trái gì không? Trái đào. Đúng rồi, trái đào đó. Ăn đi rồi thành tiên. Gắt con cái áo rồi chán thì. Thank you.
Sao rồi, ăn trái cây thấy ngon không? Ngon ạ. Ngon hả? Ngon thì ăn tiếp đi, rồi tôi nói chuyện với một xíu được không? Ừ, được, 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 anh cậu nói đi. Thì ông nhận cái ông sư phụ là ở đây có bao nhiêu người? Có 5 người ạ. 5 người là sư phụ ông, rồi đại sư huynh. Đại sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh. Gì ngũ sư huynh? Ông thứ mấy? Tôi thứ tư. Từ ngũ sư đệ, sư ngũ sư huynh. Ngũ sư đệ tôi lộn. Rồi. Đại sư huynh, tam sư huynh. Ông thứ tư hả? Là tứ ngũ là 4 người, với sư phụ ông là 5 người hả? Đúng rồi. Tại tôi lỗi kỹ thì tu luyện, tôi chỉ thành hình người thôi, tôi không có trí thông minh, không có biết tính toán như tam sư huynh của tôi. Là ông tam sư huynh ông là ông là quản lý gì từ bận tính toán vậy hả? Đúng rồi. Là cái ông gì đầu trắng gì vậy phải không? Đúng rồi. Thôi thì bây giờ tôi nói ông nghe thế này nè. Bây giờ mấy ông vào đây tu ngủ ở đây, thứ nhất là không có tốt, tại vì chỗ này là chỗ của người ta làm ăn, chỗ người ta canh tác để người ta kiếm ngân, để người ta có thể là sinh hoạt cuộc sống. Mấy ông vào đây cho mấy ông tu ngủ ở đây luôn, mà bây giờ mấy ông xuất hiện ra cho người bà con thấy, người ta hoảng sợ quá, ai dám ở đây làm ăn vườn làm bỏng gì. Nên á, nhất á là tôi cũng được những người dân đó nhờ đến đây để mới thể giúp đỡ cho các ông, gửi các ông về chùa núi để mà tu học, để mà còn sớm được đầu thai chuyển kiếp làm người. Còn riêng ông á, thì ông đã tu luyện tới chừng này rồi, đã ra hình người ta chân thế này rồi, thì còn gì bằng nữa đâu, thì giờ chỉ còn thiếu khuôn mặt thôi. Thì ông nghe lời tôi đi, để tôi giúp đỡ ông cho, rồi tôi chút xíu tôi sẽ cho ông một cái diện mạo mới, rồi tôi sẽ gửi ông về chùa về núi cho ông tu, để mình có thể là mình tu đắc đạo, mình sớm một cây chuyển kiếp làm người. Chứ mà ông theo sư phụ ông thì biết khi nào ông được thành hình người, thì biết khi nào ông mới được về chùa núi tu. Nhưng mà tôi nói ông nghe thế này thì bây giờ tôi đã biết ở đây có các ông rồi, thì trước sau gì tôi cũng sẽ giúp đỡ hết tất cả đi về chùa núi ở. Thì trước mắt thì tôi gặp ông thì tôi giúp đỡ ông trước đi, rồi ngày mai hay gì đó thì tôi quay lại đây để mà tôi kiếm ai có duyên để mà tôi giúp đỡ về chùa núi tu luôn. Chứ bây giờ mà các ông cứ như vậy hoài thì đâu có tốt đâu. Thứ nhất là không tốt cho bản thân mình nè, thứ hai là không tốt cho người dân người ta ở đây nữa. Cho nên là tôi chỉ muốn là giúp đỡ người thế như vậy thôi. Thì bây giờ ông cũng là chịu là muốn tu luyện để mình có thể là mình thành hình người, để mình có thể mình đầu thai chuyển kiếp làm người, đúng không? Thì ngày hôm nay thì cũng đã có duyên rồi, bề trên cũng đã sắp xếp rồi cho tôi được gặp ông rồi, để có thể là giúp đỡ ông được về chùa về núi để mà tu, để mình còn làm hình người nữa. Thì ông nghĩ thì sao, thấy được không? Thấy tôi nói vậy được không? Dạ, nếu mà được như vậy thì tôi cảm ơn cậu ạ. Chứ tôi đi theo sư phụ với sư huynh tôi thì cũng lại đây mai đó. Rồi tôi cũng nghe lời sư phụ, sư huynh cũng ráng tu luyện cho được thành hình người luôn đó cậu. Nhưng mà tôi chỉ được tay chân thôi cậu ơi, còn khuôn mặt thì không được cậu ơi. Nếu thực sự cậu giúp đỡ giùm tôi thành khuôn mặt thành hình người thì thật sự tôi xin nghe lời cậu và tôi cảm ơn cậu ạ. Thì nếu vậy thì tôi sẽ giúp đỡ cho ông ha. Thì trước tiên là ông đi trước đi, ông đi về chùa núi tu trước đi, rồi ngày mai tôi có duyên gặp ai ở đây thì tôi sẽ đưa về chùa núi tu luôn. Thì tất cả là cũng được về chùa núi tu thôi, nhưng mà người tu trước người tu sau, người nào có duyên tôi trước thì tôi trước, người nào có duyên tôi sau thì tôi sau thôi, chứ không ai mà không về đâu. Thì tôi biết chỗ này thì có thì tôi sẽ cố gắng thôi. Thì bây giờ ông đã có duyên với cửa Phật rồi, thì cái duyên với Phật pháp thì bây giờ tôi sẽ trước mắt đó là tôi sẽ sửa lại khuôn mặt, gọi là tạo khuôn mặt mới cho ông ha. Rồi thứ hai nữa là tôi sẽ gọi là gửi ông về chùa về núi để ông tu, để đó thì các sư thầy sẽ cho ông chỗ để ông trú ngụ, rồi cho ông tu để mà sớm được tự tạo những cái làm người nha. Dạ. Rồi thì bây giờ chắp tay đi,
niệm sẽ chữ Nam Mô Di Đà Phật, rồi tôi sẽ trao trong một khuôn mặt mới nha. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi coi cái khuôn mặt mới của ông nhìn thấy được chưa, giờ là gọi là trọn vẹn cả đôi bờ người đó. Dạ được rồi cậu, không la như trước nữa cậu. Bây giờ nói chung là tay chân hình hài, mặt mũi là không phải giống hình người đó ha. Dạ như vậy thì phải về chùa Bình Núi phải cố gắng tu tập nha. Dạ cậu đưa tôi đi về chùa về núi tu học để sớm được chuyển kiếp đầu thai, thì cậu có quay lại đây cậu phải cẩn thận với sư phụ với tam sư huynh của tôi như cậu, tại vì họ cũng hung hăng lắm đó cậu. Rồi thì nói chung là vì nó thì tôi cũng biết thôi, thì nói chung là cái cơ duyên của mình rồi, tới đâu rồi tới thôi, thì thôi bây giờ anh cũng có duyên với em rồi thì để đi nay đi trước đi ha, thì từ thầy trò của các anh cũng đoàn tụ nhau thôi. Rồi bây giờ em sẽ mở đường sáng thì cứ đi theo đường sáng đó nha, thì về chùa về núi thì về trên sẽ đón anh và sẽ sắp xếp cho chỗ trú ngụ nha. Dạ. Giờ con áo vậy là dính sao tôi nè, rách vậy còn sao đây? Không biết sao xé. Tôi có tiền đâu đền cho cậu. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Dạ rồi cả nhà, thì ngày hôm nay thì con cũng đã quay lại cái khu vườn mít này, thì cũng đã gặp thêm một con linh nữa nha. Thì trước tiên thì con cũng xin phép nói với cả nhà mình vài lời là hiện tại con có hai kênh nha, một kênh đặt với lóc là kênh, một kênh siêu lưu miền Tây. Thì cả nhà mình nếu ai chưa biết cái kênh nào, chưa ai chưa đăng ký kênh nào, thì có thể là vào và tìm kiếm từ khóa là đặt với lóc hay là siêu lưu miền Tây để có thể là đăng ký và ủng hộ con nhé cả nhà. Con xin mình lượt like một lượt đăng ký để tạo thêm cái tinh thần, tạo thêm cái kinh phí để mua bánh trái cúng các bông nữa nha. Rồi thì ngày hôm nay thì con cũng đã vào khu vườn mít này, thì cũng đã giúp đỡ được một con linh là khỉ tinh nha cả nhà. Thì con linh này nói là cũng đã theo ông sư phụ này tu luyện cũng khá là lâu, thì cũng đã thành tay chân rồi, cũng như khuôn mặt là chưa thành nha cả nhà. Nhưng mà khổ nổi thì lúc đầu vào thì thấy dầm dầm mới ngó là rình thôi, nhưng mà tới cuối cùng thì con là cái áo con vậy đi, rách xé hay sao mà rách ngay cái đường ấy luôn á nha, ngay cái đường nút đó nha, ngay cái nút này xé như vậy đây mặt múng gì nữa nghe nha. Trời ơi thiệt chứ, khổ gặp thêm khổ. Thôi thì nói chung là ngày hôm nay mình cũng đã gọi là hoan hỷ, cũng đã tích một ít phước đức để mà có thể giúp đỡ được một con linh về chùa núi thôi nha. Còn con nghe thì còn tới nếu tính luôn sư phụ là còn 4 vong đúng không ta, 2, 3, 4, 5 đúng không, còn 1, 2, 3, 4 vong nữa cả nha, luôn sư phụ là 4 vong nữa. Thì có lẽ ngày mai con sẽ quay ra đây tiếp để mình có thể là mình tìm kiếm và có duyên với ông nào, mình có thể gửi những môn bên đó về chùa núi tu học nữa nha. Thì nghe nói thì sư phụ tam sư huynh cũng rất là hung hăng hung dữ, thì ngày mai mình cũng sẽ cẩn thận chứ bây giờ cứ ngày nào cũng vô bị rách cái áo mà chắc giúp đỡ cho hết 4 vong quỷ ở đây chắc hết áo mặt luôn quá. Rồi thì con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên nhiều tình và người thân của mình, đặc biệt là thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe và thanh tâm an lạc trong việc cuộc sống nha cả nhà. Thì con xin chào và hẹn gặp lại các mình ở video tiếp theo. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép con xin chúc quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật nhiều bình an trong công việc và cuộc sống nha các nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà quan bí ẩn, khám phá về những nơi có dông ma, dông quỷ trú ngụ cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ khám phá một cái khu vườn mít. Thì ngày hôm qua con cũng đã đến đây, thì cũng đã giúp đỡ được phong linh của ông khỉ tinh được về chùa và núi để mà tu học. Thì cả nhà mình cũng biết rồi, thì mới vào thì con cũng đã bị
con khỉ tinh này làm trát hết một cái áo nha cả nhà. Thì cái áo này á, thì nói chung là cũng mới mua, nhưng mà cái số thì con khỉ nó cũng bản năng cả nhà, còn rất là hung hăng hung dữ, nên là xé rách cái áo con. Thì cuối cùng mà con cũng đã khuyên giải, nhưng bằng những lời nói thì cũng đã chịu chấp nhận để con gửi về chùa núi tu học rồi cả nhà. Thì ngày hôm nay con lại tiếp tục cùng cả nhà mình quay trở lại đây để có thể là tìm cách giúp đỡ những hung linh còn lại. Tại vì con cũng đã được biết rằng hiện tại trên đây vẫn còn tới 4 phong nữa nha, 4 phong vị nữa. Tại vì có đại sư huynh, sư phụ nha, sư phụ, đại sư huynh, tam sư huynh, rồi ngũ sư đệ. Thì khỉ này là tiếng thứ tư. Cho nên hôm nay con sẽ vào đây để mà tìm kiếm coi có duyên với vong linh nào để mình có thể mình cố gắng mình dùng bằng lời nói để mình khuyên giải họ, cúng kiến cho họ dùng để có thể gửi họ về chùa, về núi để mà tu học nha cả nhà. Thì cả nhà mình cũng biết rồi, thì chỗ này thì có một bầy quỷ tới thì cái luồng âm khí rất là cao. Cho nên với lại một phần nữa là những bầy quỷ này cũng đang tu luyện đó nha, tu luyện tà thực, phép thực để mình có thể mạnh hơn. Rồi những con khỉ thì lại tu luyện để mình có thể thành hình người. Ngày hôm qua nói chung là cũng gọi là vẹn trọn cả cái đường. Thì con cũng đã dùng một cái linh lực của con để có thể là giúp đỡ tạo lại khuôn, tạo diện mạo mới cho con khỉ tinh. Thì cuối cùng thì con khỉ tinh này cũng đã chấp nhận, thì cũng đã được khuôn mặt mới để mà về chùa về núi tu học nha cả nhà. Còn những cái là mấy sư huynh, mấy sư đệ của khỉ tinh này thì chưa biết hình hài thế nào, mình cũng không biết phải tìm cách như thế nào đây. Thì coi mình cứ ok kìa, mình ok cả nhà mới nói. Ồ, hình như thấy giống tam sư huynh của con khỉ tinh như ta, nhà thấy tóc trắng kìa như bữa đó nha, để thật mái đó nha cả nhà. Chào Vong. Ủa gì á? Ủa nhà thấy đây không nha, thấy xuất hiện đây không nha, hình như là tam sư huynh hay gì cả nha, mà thấy nhìn tóc trắng. Thì cho tôi xin chào các Phong đang trú ngụ ở đây nha. Thì dù mới xuất hiện ra cho tôi thấy thì có thể là ra cho tiếp ít chuyện tôi không, để tôi có thể giúp đỡ cho được ấm lòng nữa. Dạ, hôm nay tôi có đem cơm chay nè, bánh trái tới cúng cho Vong nè. Có nha cả nhà, thấy rồi nha, cẩn thận nha cả nhà. Thì khỉ tinh này cũng mới nói với con rằng là hung linh của tam sư huynh với lại sư phụ là rất là hung hăng, còn lại sư huynh với nhị sư huynh này cũng chưa biết nha cả nhà. Hello, tôi xin chào Vong nha. Không thấy luôn rồi nha. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Thì có thể là hoan hỷ ra giao tiếp với tôi để tôi giúp đỡ cho nha. Tôi không có ý xấu đâu nha. Ôi, hình như thấy ở trước thì giống phải không ta? Cái ga mình thì nó rồi không thấy rõ, nhưng ở ngoài cũng thấy rõ nha. Ừ kìa kìa, thì đúng rồi nha. Không kìa nha, đúng rồi nha. Để cái máy xuống nha. Ôi. Nam mô A Di Đà Phật. Cho xin chào Vong nha. Mày nữa đó hả? Ừ. Nay mày đến đây làm gì nữa? Đến đây để mà tìm gặp các ông để mà giúp đỡ được về chùa núi tu nè. Rồi cũng một lần ta xua đuổi mày, là sau này mày lì quá vậy? Trời ơi, vậy là ông không biết bị danh tôi rồi. Tôi là đạt lì. Lì nhỏ lớn chứ không phải là mới lì đâu.
Thôi giờ ra giao tiếp với chuyện tôi rồi thì để tôi cúng kiến cho dùng ha. Cúng như bữa gì đó. Ôi dẹp mày đi về đi. Sao vậy? Đến một lần tao đã xua đuổi, tao nói không cho mày đến đây nữa rồi, mà bữa nay mày cũng lì, mày giác cái xác mày đến đây. Trời ơi, lì nhỏ lớn đừng phải mới lì đâu ông ngộ. Mời nó nghe nè, tự nhiên bữa ăn bánh trái tôi thì lấy cái hộp tao cha trả cái hộp con nội. Ừ, có cái hộp bưng cơm không, cha không lấy đi nữa. Tao bưng cho sư đệ tao ăn không được cái gì. Thì ăn lấy cơm thôi, trả cái hộp tao cha ơi. Nhà nghèo không có tiền mua hộp. Tao không biết, tao thấy hộp đựng đẹp quá tao lấy nha. Thôi thôi lấy thì lấy, giờ đi lại cho đó lấy trả cái hộp lại cho con đi ông nội. Chứ giờ hộp đâu đựng cơm cúng cho mấy ông. Tao dục mất tiêu rồi. Ở cái hộp tao dễ dục. Đúng rồi. Trời ơi, sao phá chứ hả? Bây giờ tao nói một lần nữa mày có đi về hay không? Không, ở đây giúp ông. Mày đi về nghe. Nếu mày không đi về thì mày đừng có đắp tao nghe. Ê, gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, đừng nghe xuất hiện ra cái chửi khơi. Rồi. Mới mất tia luôn á nha. Trời ơi, cũng là ông cái gì. Thị tin nó đúng đó cái nhà. Này hung hăng quá. Đầu chút đòi cái hộp cho bằng được. Con mà gặp cái con linh này chút xíu đòi cái hộp cho bằng được luôn nha. Cái hộp của con vậy đó mọi người. Ông lấy mất tiêu luôn rồi, ông dục luôn rồi. Ông nói ông dục luôn rồi cái nha. Thôi bây giờ bình tĩnh đi, để giúp đỡ cho. Cái hộp của ta vậy đó, lấy đem đi cho sư đệ ăn rồi dục luôn cái hộp. Nản. Đâu luôn rồi. Đâu luôn rồi nha. Không tê luôn rồi nha. Ông gì đó ơi. Tóc cũng trắng lắm rồi. Ông gì ơi. Luôn rồi. Bình tĩnh đi, tôi giúp đỡ cho. Không gì ơi. Ở trước kìa nha. Ở trước kìa nha. Rồi, ổng kìa. Trời ơi. Ổng kìa nha. Mình ở nhà đây không thấy rõ đâu. Ây da. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp ông nữa rồi. Tao đã xua đuổi mày rồi, sao mày lì quá vậy, mày không chịu đi về. Trời ơi, bình tĩnh đi, thì giờ tôi dưới con hay con. Con kia là muốn cúng kiến cho ông dùng thôi. Chắc nhìn tóc này cũng chắc cũng lớn tuổi rồi. Xin mừng con cho như dễ thương ha. Thì ông có đói không? Đói thì cúng cho ông dùng nha. Cúng như bữa vậy đó. Bánh trái với cơm chay. Đói không đói kệ tao, mày đi về đi. Sao vậy? Trời ơi, bữa ra thấy ăn cũng ngon, ngồi ăn cũng ngon lành lắm mà. Thì tại hôm bữa tao đói quá tao dùng. Ờ, à, thì bữa nay hết đói hả? Còn đói không? Còn, bây giờ tao không dùng. Trời ơi, sao vậy? Tại tao không thích mày đến chỗ trú ngủ của tao, mày đi về đi. Trời ơi, cơm chay bữa ăn ngon không? Bữa ngon xấu dách luôn. Bây giờ mày đi về không? Mày không đi về là mày đừng có trách tao nghe. Thôi mà, bình tĩnh đi, từ từ nói chuyện, ngồi nói chuyện nhau, hiểu nhau hơn đi rồi. Mình về cũng được, có gì đâu, gấp gì. Không. Ây da, xin lỗi. Ây da, nó môi thật. Xin lỗi. Phản xạ tự nhiên, thông cảm. Người tu luyện thật mùa ngải mà mạnh quá vậy. Không có, đâu có tu luyện pháp thuật gì đâu. Trời ơi. Tại vì phản xạ tự nhiên thôi, tự nhiên ông tính trưởng con thì con phải phản xạ là con đỡ. Mai giờ ông chậm quá, con nhanh thì con trúng đúng không thôi. Phản xạ gì mày tu luyện, bằng cái phép thực, bằng cái bùa gì mà mạnh dữ vậy. Có đâu trời, chủ yếu là sư phụ truyền cho một ít phép để mà phòng thân thôi. Chứ được bề trên gia hộ để mà khai nhãn, khai trí tệ. Để có thể là giao tiếp với các vong thôi, chứ không có ý gì xấu trơn á. Mình tỉnh đi ha.
Được rồi, ngươi dùng phép mạnh quá. Ta chịu thua. Không có cố ý, tại nãy thấy ông trưởng đó, rồi tôi con tính đỡ thôi, ai nhà ông chậm hơn con thì con quánh ông thôi, nhưng con cố ý có biết gì đâu. Tại ông chậm quá, con thì hơi nhanh. Thông cảm nha. Ta tính đánh xua đuổi cho ngươi đi, không ngờ phép thực của ngươi mạnh quá. Thôi giờ nó nghe nè. Rồi giờ lỡ quánh trúng rồi sao rồi, giờ khỏe chưa? Đỡ. Nói chung là cũng không có nhiều lời kích răng đâu, có 10 phần à. Thì nó cũng chỉ là đau tạm thời thôi, nhưng mà chút xíu hết. Mà bây giờ nó nghe là ngày hôm qua thì ông đi kiếm đồ ăn thì có không? Ngày hôm qua ta đi kiếm kiếm chuối với trái cây cho khỉ tinh đệ của ta, mà ta đi về ta không thấy nó đi đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, quánh con cái làm khỏi luôn hay gì rồi? Ngươi dùng phép mạnh quá. Thông cảm đi, thì không sao đâu ha, quánh đỡ một chút xíu hết à. Thôi bây giờ nó nghe nè, thì ngày hôm qua thì con đã có đến đây, thì không có gặp ông, nhưng mà có gặp con khỉ tinh đó. Vậy đó hả, ngươi có đến đây hả? Ngươi gặp khỉ tinh thì cũng bị khỉ tinh xé hết cái áo rồi. Thì cuối cùng cũng chịu để con gửi về chùa, về núi mà tu học. Thì cũng có nhắn nhủ lại rằng thì cố gắng quay lại đây để mà có thể đưa các sư huynh với sư phụ cùng về chùa núi tu á. Cho nên ngày hôm nay con muốn quay lại để mà con giúp đỡ nè. Rồi thôi giờ có muốn dùng gì không? Vậy là ngươi đưa sĩ tinh đệ của ta đi rồi hả? Đưa đi rồi, còn mấy ông đây thì giờ con đến đây để giúp đỡ, đưa mấy ông đi luôn đây. Hôm qua ta đi kiếm chuối, đi kiếm đồ ăn cho nó, trái cây cho nó, mà ta về ta tìm nó, ta không thấy nó ở đâu, ta tưởng nó đi đâu, không ngờ là ngươi lại đi đưa nó về chùa rồi. Thôi vì còn mua nữa, trả cái hộp với trời. Cái hộp hôm bữa ta đưa đồ cơm chay cho nó ăn, giờ ngươi đưa nó đi để ta biết nó để đâu mà tìm. Rồi có cái hộp cũng lấy con ta, nó khổ rồi chứ. Thôi ngươi thông cảm đi. Trời ơi, thôi giờ nó nghe nè, bây giờ bình tĩnh lại chưa? Rồi. Bộ nãy nặng lắm hay gì mà ho hoài vậy? Thông cảm đi ha. Ngươi nói ngươi đánh nhẹ, ngươi tu luyện hết thực, ngươi đánh tâm tan tành luôn, mà ngươi nói ngươi đánh nhẹ gì? Thôi giờ chuộc lỗi nè, bây giờ lập cái bàn cúng ra cho ăn nè, để chuộc lỗi nè. Còn chắc hồi nãy quánh trúng, chắc trúng cái ngực hay gì vậy phải không? Đúng rồi. Cho nên thấy cũng như hơi bị ho đó. Thôi bình tĩnh đi, tại vì nãy lỡ tay thôi, phản xạ tự nhiên. Ai nhờ ông chậm quá, con nhanh thì quánh trúng không? Mình lỡ trúng ngực thì chắc bị tức ngực cho nên ho đó. Trời ơi, con lì nhỏ lớn thì mới lì đâu. Lì mới giúp được các ông chứ, không lì mấy ông quánh cái này, cất bỏ chạy trốn hết luôn, lấy gì giúp. Phải lì vậy đó mấy ông mới giúp được các ông. Còn không lì mà hơi quánh mấy ông cái gì, mấy ông xua đuổi rồi bỏ chạy hết rồi sao giúp được. Miệng như dẻo quá. Trời, miệng gì mà dẻo gì vậy? Bị gì vậy? Thôi giờ để con là cái lấy cơm vậy ha. Nhớ được ăn xong trả hộp nha ông. Còn con cái hộp đó, lấy đi luôn là nhịn đói luôn á. Rồi. Nhà có hai cái hộp à, lấy của người ta. Sáng chiều lấy cái hộp này con khóc quá trời luôn. Cái hộp cái muỗng của nó nè. Đầu rồi lại. Thôi giờ cúng đi, cúng cho dùng đi rồi chút xíu giúp đỡ nha. Ăn đi, ăn no đi rồi chút xíu vô nói chuyện. Trời ơi. Rồi sao giờ mình thấy lối ngực không? Đỡ rồi. Rồi mới đỡ mà ho nữa rồi. Thông cảm đi. Lỡ tay. Rồi chắc quánh trúng cái ngực, tức ngực ho cái gì. Rồi vuốt xuống cho nó đỡ. Xin lỗi, không có cố ý. Rồi ông thì chắc cũng lớn tuổi quá, thấy tóc tài cũng bập phơ rồi nè. Đúng rồi,
Ờ, thôi thì giờ để con thắp hương giấy cùng đất đây đi rồi chút xíu con cháu mình nói chuyện nha. Ờ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đức Đa Tiến Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Tổ Thành Địa Cụ Thọ đến đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng với cái nguyện là muốn được trợ duyên các linh đang đối khác lễ cụ thọ quốc ngày công. Thì con mong rằng các ngài công hoan hỷ hỷ xả cho linh ông cụ đang trú ngụ ở đây, do dùng như phần lễ mà con muốn tới. Để linh được ấm lòng nơi dạ hơn, đỡ lạnh hơn. Và con xin nhờ thần lực của ngài công có thể dễ dàng độ quá bên này để gặp người chùa núi tu học tu hiền tu lành để sáng được thay chính kiến làm người. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Rồi thôi ông ra dùng đi chút xíu nghỉ vô giúp đỡ ông nha.
Tôi chào. Xin chào ông nha. Chào cậu. Thì ông ăn cơm với bánh trái nó đủ chưa? Đủ rồi cậu. Tôi trả cái hộp lại cho cậu đó, không có lấy nữa đâu. Trời ơi, đúng rồi, trả hộp đi để em con còn nấu cơm rồi đem theo cúng các bông nữa. Chứ nhà có mấy cái hộp mà lấy hết rồi hộp đâu đem theo cúng. Rồi thôi, thôi giờ chị nó bỏ qua bên đi, bữa lỡ rồi lấy rồi thôi mất rồi thôi. Bây giờ chuyện quan trọng là cho hỏi nè. Là ông tên gì rồi hồi đó mất bao nhiêu tuổi mà sao thấy tóc bạc phơ vậy? Tôi tên Dương, hồi đó tôi mất 60 tuổi cậu. Ông mất 60 tuổi rồi ông bị gì mất? Mình có thể là cho con biết được không? Chẳng giấu gì cậu, lúc tôi còn sống tôi đi làm đó cậu. Rồi tôi hay ăn nhậu với bạn bè đó cậu, rồi về nửa đêm tôi xỉn say rồi kêu vợ dọn cơm ăn cậu, rồi nó không chịu dọn, rồi tôi chửi mắng, tôi kéo nó ra đầu ra, tôi đánh, tôi đập, tôi đá nó đó cậu. Ôi à. đánh đập nhiều lần đó cậu. Rồi mỗi lần là tôi đi nhậu về là vậy đó cậu. Tôi kêu hỏi có gì ăn cơm không, cũng nói không, tự đi kiếm ăn đi đó cậu. Để vậy tôi có rượu vô, tôi nóng tánh quá rồi tôi cứ hành hạ vợ con tôi suốt ngày vậy đó cậu. Đánh đập đủ thứ hết trơn rồi cậu ơi. Nó rồi thời gian sau rồi tôi già đó cậu, rồi tôi bệnh đó, thì tôi đánh vợ con tôi này kia đó, thì nó cũng tức tuổi tôi, nó chăm lo, nhưng mà nó chăm lo cũng ít đó cậu ơi. Thì tôi già rồi, tôi bệnh, tôi kiệt sức, tôi không chịu đựng được rồi, thì tôi mất cậu ơi. Nếu vậy là mất bệnh hả? Dạ đúng rồi cậu. Thì tôi cũng ăn nhậu nhiều quá đó cậu, rồi bệnh trong người đủ thứ hết trơn á cậu ơi. Thì lúc ngã bệnh xuống đó thì đâu có ai đi làm đâu, vợ tôi thì tôi đánh đập nó rồi nó buồn bã, nó đâu có làm gì đâu cậu, thì không có tiền chữa chạy thuốc men, bởi vì tôi mới mất đó cậu. Thôi thì bây giờ mà cho em hỏi nha, nếu đã mất vì bệnh thì không ai đón anh hay về chỗ mà các ông để mà đi chuyển kiếp đầu thai hay sao mà ông còn lang thang vẫn có bà này? Ông cậu mất, tôi mất thì tôi đi xuống dưới đó cậu. Tôi cũng xin ở dưới đó, tôi ráng làm cho thật tốt để xin sớm được chuyển kiếp đầu thai đó cậu. Mà đi xuống dưới bề dưới trách móc nói nghiệp của tôi ở trên cõi tao bà còn còn nặng nề lắm á cậu ơi. Chưa có trả nghiệt hết được, rồi bề dưới mới kêu tôi á là phải quay trở lên cõi tàu bà này nè, trả cho hết cái nghiệt, cái tội lỗi của mình lúc trước đã gây ra đi. Rồi tới ngày tới tháng gì đó cậu sẽ có người đón đưa gửi về chùa về núi để tu học sớm chuyển kiếp độ thai vậy đó cậu. Làm từ bề dưới đẩy ngược tôi lên đây là có dặn dò vậy đó cậu. Thôi bây giờ trước mắt là cho con xin lỗi nha, tại vì hồi nãy lỡ tay quánh cũng ông cũng hơi nặng cho nên giờ cũng ho với hơi nhiều. Thôi thì bây giờ con nói nghe nè, thì ông cũng mới nói rằng á là bề dưới cũng kêu là lên đây trải nghiệp thì sẽ có người sắp xếp cho ông đầu thai đúng không? Dạ đúng rồi cậu, trước lúc mà tôi đi xuống dưới tôi nói tôi ráng làm để xin bề dưới cho tôi sớm được chuyển kiếp đầu thai á cậu. Thì bề dưới nói như vậy đó cậu, thì đưa tôi ngược trở lên đây cậu ơi. Thì chắc có lẽ là bề trên cũng đã thấy được cái kết quả mình tu tập ở cõi ta bà này, trải nghiệm cõi ta bà này cũng đã đủ, cho nên cũng đã sắp xếp cho con gặp ông để có thể là giúp đỡ ông nè, được về chùa về núi để mình tu học, để cho lòng mình nhẹ hơn, tâm mình nó thanh tâm an lạc hơn, để mình có thể là mình còn đầu thai chân kiếp. Thì ngày hôm nay cũng đã có duyên rồi, có duyên người gặp con là cũng do bề trên sắp xếp. Vậy thì mong rằng thì ông có thể buông bỏ tất cả
để có thể để con giúp đỡ trong buổi chùa núi tu học. Thì con biết hiện tại là ông cũng là một trong những sư huynh đệ đang ở đây, là ông là thứ ba đúng không? Đúng rồi, cậu thì, là tu thôi bây giờ cũng ở duyên gặp rồi thì bây giờ ông về chùa núi tu trước đi, còn những sư huynh của ông với sư đệ của ông gì đó thì nếu có duyên nữa thì con sẽ quay trở lại đây để mà gặp đỡ rồi sẽ giúp đỡ cho về chùa núi tu học luôn. Con thì con đã biết rồi thì con không bao giờ con bỏ ai hết, con chỉ có thể giúp đỡ hết tất cả về chùa núi tu học để có thể là mình sớm được đầu thai chi kiếp làm người thôi. Còn về cái chuyện ông mà lúc mà ông còn trẻ mà đã nhậu nhẹt và xỉn sai về quậy vợ với con thì cái đó là anh cũng đã, ông cũng đã gọi là trả nghiệp đủ rồi. Thì ngày hôm nay là cái ngày tốt để mà có thể là để con giúp đỡ cho ông được vào một cái con đường sáng hơn để mình có thể về chùa núi tu học. Ông có muốn không? Dạ, nếu thực sự được như vậy thì tôi muốn là cậu ơi. Thực sự thì lúc còn sống làm mà không lo làm cho tốt, cứ ăn nhậu la cà rồi về đánh đập vợ con để mang tội nghiệp nặng nề cậu ơi. Bởi vậy mất xuống bề dưới không cho chuyện kiếp đầu thai, đưa lên trừng trị trừng phạt ở cõi tàu bà này để trả cho hết nghiệp rồi mới cho sớm được chuyện kiếp đầu thai. Thì thực sự hôm nay gặp được cậu là chắc cũng là cái duyên, chắc là tôi cũng đã cố gắng cũng trả hết nghiệp ở cõi tàu bà này rồi cậu ơi. Thì thực sự cậu nói thì tôi rất là muốn sớm để quay về chùa về núi tu học để sớm được chuyển kiếp đầu thai, có thể làm một con người mới à cậu. Thì nếu ông đã chấp nhận được con gửi về chùa núi tu thì con sẽ đưa ông đi ha. Thì về đó thì nhất là ông sẽ gặp được sư đệ của ông là Khỉ Tinh nè, rồi cùng nhau mà tu tập, rồi cùng nhau đắc đạo tự thai chuyển kiếp nha ông. Dạ được à cậu. Rồi thôi giờ ông qua đây đi, ông ngồi đi, rồi trước mắt thì con sẽ truyền lại cho ông một ít linh lực để ông có thể là gọi là nhẹ nhàng hơn, tại vì nãy con quánh ông thì nói chung là cũng hơi nặng cho nên ông nãy giờ cũng đã ho rất nhiều. Thôi thì bây giờ con sẽ dùng ít linh lực con truyền lại cho ông, gọi là trị cho ông cái bệnh mới thì đi, rồi trả lại cho ông cái sức khỏe bình thường như lúc chưa gặp con, rồi con sẽ mở luồng sáng, mọi người cứ theo luồng sáng đó ha. Thì bề trên bề núi, vì chùa núi thì bên trên sẽ đón nhận ông, người ta sẽ sắp xếp chỗ cho ông tu tập nha. Dạ, tôi cảm ơn cậu. Rồi thì giờ ông chắp tay đi rồi sân sẽ giúp đỡ ông trước. Nam mô. tốn linh lực trị quánh nông, người phải trốn là trị bệnh là dông nữa nha. Rồi thì cả nhà, thì ngày hôm nay thì con đã có duyên với vong linh của Tam Sư Huynh nha cả nhà, thì cũng đã giúp đỡ ông, thì mới đầu thì con cũng đã lỡ tay thôi, tại vì ông cũng đã tính quánh con thì gọi là con phòng ngự con chỉ đỡ thôi, nhưng mà cái cộng lộ là cái thao tác con nó nhanh hơn ông cho nên là con đánh ông. Mình thấy ông cũng ho quá thì thấy cũng tội, tại vì cũng đã lớn tuổi cho nên con lại dùng một ít lực của con để mà có thể là làm một ít phép để mà cho ông được nhẹ nhàng, đỡ bị hỏi ho đó nha, bị phổi á, cho nên thì con cũng đã giúp đỡ một vị chùa nữa tu học. Nhưng mà cái chuyện của ông ấy, trải nghiệm cơ bài thì cả nhà cũng đã biết rồi. Thì ông đầu ông ngày xưa mà trẻ tráng đi làm nhậu nhẹt về mới quấn vợ bên con, thì đến khi già thì bệnh mất ấy, thì xuống dưới, gọi là xuống dưới thôi nha, cái nhà mình nói vậy này ngâm nghe năm nơi vậy cho nhà không biết rồi. Thì xuống dưới thì chuẩn bị đầu thai thì bề dưới ta không có nhận, nó là nghiệp của ông cao quá trên trả thì cõi ta bà thì không trả nghiệp, thì cũng nhớ dặn rằng thì trả nghiệp đây đi, khi nào mà trả nghiệp xong thì sẽ có người đưa đón để mà được đi đầu thai nhân kiếp. Thì chắc có nghĩa là cái ngày hôm nay là cái ngày mà ông đã trả hết nghiệp ở cõi ta bà này, cũng đã được bề trên sắp xếp cho con gặp ông để có thể là gửi ông về chùa về núi để mình tu học nhé, để mình có thể là được hai chữ ký làm người mới. Rồi thì có lẽ con xin kết thúc video luôn nha, để con dọn dẹp mình đi về. Thì có thể là con sẽ cho con xin nhắc lại một hai lời. Thì cả nhà mình ngày hôm qua người kia tất cả những video đây thì con có nói rằng thì có cái hai kênh nha, một kênh Fulu miền Tây, kênh Đạt Vlog. Thì nếu cả nhà mình chưa có xem kênh nào thì có thể là
đóng vào từ khóa để mình tìm cơ mình đăng ký và ủng hộ cho con có thể là tạo thêm cái động lực mà tạo thêm ít kinh phí để mua thể, mua bánh trái giúp đỡ các phụ huynh để mà cúng kiến cho các bông dùng rồi gửi các con mùa chùa núi cho tập để có thể là trả lại sự bình yên cho cõi tá bà này. Rồi thì có lẽ con xin kết thúc đôi lần cả nhà ơi, thì con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, đặc biệt là thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe và thanh tâm an lạc trong việc cuộc sống nha cả nhà. Dạ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo. Dạ vâng, con xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Dạ lời nói đầu tiên thì cho phép con xin chúc quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật nhiều bình an trong việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà vô an bí ẩn, khám phá về những nơi với ông ma, dương vị trú ngụ của ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ quay trở lại cái khu vườn mít. Thì khu vườn này thì con cũng đã vào đây được vài lần cả nhà, thì cả nhà cũng đã biết rồi, thì cũng đã giúp đỡ được hai con linh để gửi về chùa về núi tu học rồi cả nhà. Thì ngày hôm nay con gọi là sức khỏe nó cũng ổn định, thì ngày hôm nay con quyết định quay trở lại đây để mà có thể là tìm gặp những con mùa còn sư phụ với lại đại sư huynh, nhị sư huynh của bài quỷ này, để mà có duyên với ai mình sẽ vào mình cúng kiến cho họ dùng rồi mình gửi họ về chùa và núi tu học nha cả nhà. Thì không biết là ngày hôm nay mình có duyên với ai nha cả nhà, tại vì cả nhà mình cũng biết rồi, thì mấy lần tới đây thì lần nào con cũng bị tấn công, nói chung là bày quỷ này ở đây ấy nha, mình chủ yếu vào đây để mà chiếm chỗ này để mà trú ngụ, không cho bà con đến đây để mà canh tác luôn nha, cho nên thì nó rất là nguy hiểm. Thì con cũng sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình, hết sức khả năng của mình để mà có thể cố gắng đưa hết tất cả về chùa về núi để mà tu học, để trả lại cái vườn mít này cho bà con mình. Người ta sẽ bắt đầu canh tác làm. Ui, mình thấy hình như cái hình gì vậy nè, cái nhà thấy không ta, để mình đặt xuống cái nhà thì mình thấy giống là có con linh đó này, bị ai đây con kìa nè. Dạ xin chào bông nha. Ủa, hình như con mới thấy ai đứng đây nè cả nhà. Vậy là hôm nay mình có duyên nữa rồi cả nhà, mà không biết có duyên với ai đây, không biết là hôm nay gặp được ai đây cả nhà. Thì hồi nãy cũng vừa nói cả nhà mình tới đâu rồi ta, thì cái nhà mình cũng đã biết rồi, cái clip đầu tiên mình đến đây cả nhà, thì cũng đã cái chia sẻ với cả nhà mình rằng á là cái vườn mít này, do mít này là mít gì đó con không rành, nhưng mà chủ vườn không có nói con nha, nhưng mà mít này là không có trái, không có để được nha, không có mua, cho nên người ta đã đốn bỏ rồi thay vào là mít mới, loại mít gì đó nha. Ui trời, cái gì ra. Dạ thì tôi đến đây chủ yếu là muốn cúng kiến cho các phong dùng, thì mong các phong có thể là hoan hỷ ha, đón nhận những phần lễ mà tôi mang tới nè, để có thể được ấm lòng nơi dạ ha. Tôi biết rằng thì các phong linh ở đây chủ yếu là muốn vào đây để trú ngụ, để tìm đồ dùng, để có thể được ấm lòng nơi dạ thôi, chứ cũng không có gì xấu đâu. Thì mong rằng thì mong cứ hoan hỷ đi, bình tĩnh đi, ra giao tiếp nói chuyện tôi để tôi có thể là cúng kiến cho dùng ha. Thôi mình sẽ tập trung nha cái nhà, mình trung vào chuyện tìm kiếm bên này đi, sao mà mới vào thì lại bị cái đất cái đá gì nữa cái nhà. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Thì Phong có đói không? Nếu Phong đói thì Phong cứ bình tĩnh ha, xuất hiện ra rồi giao tiếp với chuyện tôi, rồi tôi cúng kiến cho Phong dùng nha. Mít trồng mấy năm vậy mà cái này, giờ phải đành đạn cắt bỏ hết nha, đang cắt đó cái nha,
cho ăn cắt, nhưng mà là có bà quỷ về đây trú ngụ cho nên bà con người ta không dám cắt nữa, không dám vào đây cái. Nên con sẽ cố gắng khuyên giải tất cả về chùa núi cho bà con người ta đốn mít này bỏ để mà ta trồng loại mít khác nữa nha. Gì trời, ôi kìa, ôi da, ôi trời kìa, còn hơi là súng mày liên đi con mày bài. Nó môi đợt thì vong cứ bình tĩnh nha, tôi chỉ muốn là cúng kiến với vong dùng thôi. Trời, cái này sao dám cúng cái nhỉ, cúng chắc trời chắc lỗ đầu quá. Thì tôi chủ yếu là muốn đến đây để mà cúng cơm bánh trái cây và hương nước cho vong dùng để vong có thể được ấm lòng nơi dạ, thì tôi có thể nói chuyện với vong vài lời để mình có thể mình giúp đỡ nhau ha. Thì tôi chủ yếu là được bề trên gia hộ đến đây để mà có thể là giúp đỡ cho các vong sớm ngày được đi đầu thai chuyên kiếp làm người thôi, chứ không có gì xấu nha. Thì nếu vong muốn được đi đầu thai chuyển kiếp làm người, khỏi phải trả nghiệm cõi ta bà này, thì cứ xuất hiện ra nói chuyện với tôi nha. Tiêu luôn đó nha. Trời trời, mất tiêu luôn người ta. Thì mong ông có thể là bình tĩnh nha, xuất hiện cho tôi thấy đi. Về luôn cái nhà. Ừ, nhìn thấy cái bóng gì trước cái nhà. Như phải không ta? Đi con, đúng rồi, bình tĩnh. Thì nếu là vong linh đang tiếng nói thì có thể bình tĩnh ha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, giao tiếp với tôi nha, tôi không ý xấu nha. Thì một vong có thể là hoan hỷ ha, bình tĩnh đi, đừng có sợ. Để nhìn mặt. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi chào vong nha. Mày là thằng nào? À, thì cho con được xin tự giới thiệu là con là một pháp sư nhỏ bé để mà đến đây giúp đỡ cho các vong đang trú ngụ ở đây, để có thể là được ấm lòng nói dạ để gửi các vong về chùa núi cho các vong được tu học để còn đầu thai chuyển kiếp làm người. Chứ không phải là người đến đây để mà xua đuổi hay là bắt bớ các vong đâu. Thì mong cụ có thể là hoan hỷ và đón nhận với phần lễ mà con mang tới nha. À, thì ra là mày là cái thằng đó ha. Dạ. Mà đại đệ tử của tao nói là mày đến đây mày quấy rối, mày tính xua đuổi cho thầy trò tao đi ha. Đến mai tao bế quan, tao tu luyện, tao ra tao nghe đại đệ tử tao nói thì ra là mày ha. À, không có, không phải là đến đây xua đuổi, mà đến đây đưa các vong như cụ nè được về chùa về núi để mà mình tu học thôi. Tại vì bây giờ vong cụ cũng biết rồi, thì ở cõi ta bà này cụ lang thang bất vượng, đói khát lạnh lẽo, rồi cụ cũng đâu có gì dùng đâu, đúng không? Thì bây giờ con chỉ muốn là giúp một phần sức nhỏ bé của mình để có thể là gửi cụ về chùa về núi, để cho cụ có thể là được dùng những phần lễ, rồi được được nghe kinh niệm Phật, rồi nghe các sư thầy ở chùa núi người ta sẽ giảng đạo Phật pháp cho cụ cái tàu tu để mà mình đầu thai chuyển kiếp thôi. Cậu cụ không muốn là đầu thai chuyển kiếp làm người sao? Không, khỏi, mày dẹp, mày đi đi. Rồi sao vậy? Thì hôm mấy ngày trước thì con cũng đã giúp đỡ được cho cái gì
Khỉ Tinh đó là đệ tử của cụ đó, với lại Tam Sư Huynh gì đó của Khỉ Tinh gì đó. Cho nên là dạ. Thì ra cũng là mày nè. Hèn chi tao bế quan tao tu luyện ra, tao không thấy hàng đệ tử đó của tao ở đâu. Thì ra là mày lo chuyện bao đồng, mày đưa đệ tử của tao đi ha. Trời, có đi đâu thì mong cụ có thể là bình tĩnh ha. Tại vì con chỉ muốn là đưa đi về chùa thôi. Thì bây giờ hiện tại là Khỉ Tinh với lại Khỉ Tinh hiện tại là bây giờ đã khuôn mặt thành người người rồi. Với lại là Tam Sư Huynh của Khỉ Tinh á, là tam đệ tử của cụ á, cũng đã được về chùa núi tu hết rồi. Thì ngày hôm nay thì có lẽ có duyên gặp được cụ, thì cũng mong rằng cụ có thể là hoan hỷ ha, đón nhận những phần lễ mà con mang tới, thì con sẽ giúp cụ đưa về chùa núi tu luôn, rồi giúp cả đại đệ tử của cụ và nhị đệ tử của cụ luôn được về chùa núi tu hết, để mà thầy trò cùng nhau tu, rồi thầy trò cùng nhau tạo phá chiến kiếp. Cụ có muốn không? Không. Mày đi về đi. Mày dám đưa đệ tử của tao đi mà mày vô đây mày còn phá rối, mày tính xua đuổi thầy trò của tao đi nữa là tao bực mình mày rồi đó. Mày đi về mau, nếu mày không đi về mày đừng có trách tao nha. Đã biết rồi thì cứ hoan hỷ đứng nói chuyện cái hiểu rõ rõ hơn. Bây giờ nếu mà cụ không muốn đi chùa thì có thể là con sẽ cúng kiến cụ dùng ha, cho cụ có thể là tin tưởng con hơn. Tao không cần, mày đi về đi. Sao vậy? Tại vì bây giờ con cũng đã trót lỡ tới đây rồi thì cũng đã có đem cơm bánh trái tới cúng rồi, thì cho thể cho con cúng cho cụ đi, cúng cho cụ dùng đi, rồi cho cụ có thể là ấm lòng nói dạ, thì mình tâm sự với nhau về những chuyện mà cụ phải trải qua của ta bà này để con có thể biết rõ hơn được không? Không, tao không cần, mày đi về đi. Nếu mà mày nói nữa mày đừng có trách tao nha, tao đã bực mình mày rồi. Đệ tử của tao mà mày tao đem đến đây để nó suy giữ xung quanh khu vực này để tao bế quan tao tu luyện không, nhưng mà không ngờ mày đến mày dụ dỗ đệ tử của tao, mày lo chuyện bao đồng, mày dám đưa đệ tử của tao đi. Và mày hèn chi tao vừa bế quan ra xong tao kiếm hai thằng đệ tử đó tao không thấy, rồi tao nghe mày nói là nãy giờ tao bực mình mày rồi. Mày đi về mau nghe, nếu mày không đi về mày đừng có trách tao nha. Dạ thì cụ bình tĩnh đi ha, tại vì bây giờ nhiều khi mấy ngày nay con đưa về tối nhưng con không có về trển. Nếu mà con có về trển thì con đã gọi là chụp hình lại cho cụ xem về cái chuyện về thầy trò của ông Khỉ Tinh với lại tam đệ tử của cụ hiện nay đang tu ở chùa ở núi rất là tốt. Thì mong cụ có thể là bình tĩnh đi. Cụ bây giờ cụ không muốn về chùa núi tu hả? Cụ không muốn được đi tàu thai chỉ kiếp làm người hả? Cụ tính ở đây ở cổ tao bà này tu luyện ba cái tà thật kìa hả, suốt đời hay sao? Đúng rồi, chỗ này là chỗ thích hợp để tao tu luyện. Không, chỗ này bây giờ mà nói một tí nữa mày có đi về hay không? Dạ không, con đã biết cụ đây thì con sẽ giúp đỡ cụ với về gì hả. Thôi. Wow. Không hổ danh là sư phụ của bài quỷ nha. Khá mạnh cái này. Chị này no xương rồi. Thì cụ cứ bình tĩnh nha. Thì con chứ là muốn giúp đỡ cụ thôi. Kỳ trời. Ổng như không sư phụ này cũng như cũng bị trúng một trưởng con ấy nha. Đi mất tiêu luôn cả nhà. Để mình tiến vào sông trong xíu nữa nha. Thì mong cụ có thể là bình tĩnh nha. Thì con đã nói từ đầu tới bây giờ rồi, chỉ yếu là muốn giúp đỡ cho cụ được ấm lòng nuôi dạ hơn, đỡ tới lạnh hơn thôi, chứ không có ý gì xấu nha. Đi luôn rồi nè. Đâu rồi ta? Cụ ơi.
thì cụ có thể là hoan hỷ ra đi tiếp với con hay không? Không thấy đâu cả nhà. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ nào mình làm cái bằng cúng như thế nha. Chứ bây giờ cụ thì cũng không có ra giao tiếp với chuyện sao đây. Nhìn xuống cũng đâu ta. Nhìn kiếm chỗ là còn cúng nữa nha. Chứ bây giờ mà cứ lần quần này không được. Mà giờ cụ cũng không chịu giao tiếp với chuyện, giờ biết sao đây. Thôi em cúng đi cả nhà. Mình sẽ đặt phần cúng đây luôn quá nha. Cho tại vì đỡ đây nó cỏ hơi nhiều quá nha, nên rất là khó khó đặt cái máy này. Nhờ quá nhà mình thấy là thông cảm nha. Rồi cái nha, thì chắc có lẽ con xin đặt cái phần cúng đây luôn quá nha. Chứ bây giờ mình cũng đã không giao tiếp được cái cụ, mà cụ không mới chấp nhận nói chuyện với mình, cho nên rất là khó. Thôi bây giờ thì mình sẽ cúng kiến cho cụ dùng cái đi. Chứ thấy cụ cũng rất là hung hăng. Bây giờ cái này cỏ quá, với cái nhà mình thấy rõ không này. Thì có thể là ông sư phụ này thu lễ cũng khá lâu quá nha. Cái gì vậy? Hồi nãy quán con cũng hơi thấm nha. Mình sẽ cúng nha cả nhà, mình còn cúng nha, cái nhà mình cỏ quá che chứ không thấy đâu. Thôi mình cũng đợi, tại vì vậy cua này là toàn là cỏ không nha. Giờ chỗ nào cũng cỏ hết trơn, bây giờ phải chịu thôi. Chứ bây giờ thì sao giờ? Để con dọn bớt cái chỗ này cho trống trống vô nhà mình dễ thấy á. Sao đây? Rồi. Nói chung là chắc không thấy bằng yên, không thấy bằng cúng đâu. Nhưng mà chắc có thể thấy được cụ ra dùng á, cũng được rồi. Đây cái cây ra. Gì đó? Trời, quên lén không? Được rồi nha. May được phản xạ kịp quá nha. Rồi cúng cho dùng cũng ra bánh lén nữa. Thôi là đủ cúng cả nhà, thấy nãy hung hăng quá. Vậy nhưng bay ra bánh lén luôn cả nhà. Không được rồi, thấy không, tình hình này không ổn rồi cả nhà. Thì bây giờ tôi cúng cho các bông dùng nè. Thì tôi thêm cơm nữa nè, quên nữa. Thì tôi thấy em cơm nè, bánh trái cây tới cúng cho bông. Thì cứ bình tĩnh là đón nhận những lễ tôi mang tới đi chứ. Rồi cái nhà, thì cơm nha cái nhà. Này hơi đại chật quá. Có cơm nữa. Nhanh thôi ta. Đây. Dạ. Ôi.
Dạ. Hai lần rồi nha. Có ông có chỗ xuất hiện ra nói chuyện con nè. Chơi vũ lén không ạ? Ây da, thôi nè, không được rồi. Dạ. Đúc ngang coi nè. Thường đó nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đức Đa Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh, Tổ Thần Tu Địa Cột Thổ đến đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cùng với cái nguyện là muốn được trợ duyên các linh đang đỡ khác lễ cột thổ quốc ngày công. Thì con mong rằng các ngài công hoan hỷ hỷ xã cho ông linh công cụ dù mới xuất hiện ở đây, cho dùng những phần lễ mà con mới tới để ông linh ấm lòng nó dạ đỡ lạnh hơn. Và con xin nhờ thần lực của các ngài công có thể dễ dàng độ hóa ông cụ này, thì gửi ông cụ này về chùa về núi tu học tu hiền tu lành để sớm được thay chân kiếp phần người. Nam mô Nam mô Nam mô Nam mô. Khá nguy hiểm đấy cả nhà. Dạ. Để con rửa bằng nghi thức như cả nhà.
Dạ, xin chào cụ ạ. Ủa? Trời ơi. Thì cụ cứ bình tĩnh nha, có gì để con giúp đỡ cho. Chứ con có ý gì xấu đâu, thì mong cụ có thể là hoan hỷ đi ha. Cụ ơi, gì ra dụng nhiều phần lễ con tới rồi. Thôi để con cầu thứ ra nữa nha. Mọi Phật. Rồi không ra được quá nhờ. Giờ biết sao đây. Rồi. Hẹn mai đến đây lại là thôi, không tóc rồi coi nhờ. Thì nếu chủ cụ ấy nhận lễ của con rồi thì cụ cứ bình tĩnh đi ha. Thì bây giờ con sẽ đi về. Thì nếu cụ chưa chấp nhận để con giao tiếp cái chuyện con thì ngày mai hoặc ngày mốt gì đó con sẽ quay ra đây để mà có thể là muốn nói chuyện cụ cho dễ dàng hơn nha. Thì con thì không quý xấu đâu, thì cụ cũng thấy là con dùng cơm dùng bánh trái con cụ cũng biết rồi. Vậy rồi cả nhà, thì chắc có lẽ con xin kết thúc video đây luôn cả nhà, để con có thể dọn dẹp bạn giao tiếp về. Thì mong cả nhà mới có thể là hoan hỷ và gọi là xem hết video của con á nha, thì con có thể là tạo một chi phí rồi tạo thêm được tương tác để có thể là kênh được lớn mạnh hơn cả nhà. Rồi thì con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, đặc biệt là thật nhiều bình an trong việc và cuộc sống nha cả nhà. Còn cái chuyện của cụ thì chắc có lẽ ngày mai ngày mốt gì đó con sẽ quay trở lại đây để mà tìm cách nói chuyện khuyên giải cụ để gửi cố gắng gửi cụ chùa núi tu học nha cả nhà. Giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.